Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SPTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị bài tham luận về cá chết ở Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi. Chính quyền miền Nam đã yêu cầu công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh không được đặt ngầm ống xả nước thải cho dù vẫn chưa tìm ra được bằng chứng khẳng định. Chính công ty này đã gây ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt đang gây phẫn nộ dư luận và gây lo ngại cho sức khỏe của người dân Việt Nam. Cho đến nay, người ta vẫn chưa được biết nguyên nhân vì sao từ ngày 6 tháng 4 đến nay, cá biển vẫn chết hàng loạt dọc theo 200 km bờ biển của Việt Nam, một trong những thảm họa môi trường trầm trọng nhất từ trước đến nay ở Việt Nam sau khi các quan chức xem xét mẫu nước ở khu vực nhà máy. Hôm 28 tháng 4, 2016, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tuyên bố hệ thống ống xả thải được lắp đặt ngầm trong Formosa, Hà Tĩnh là không cho phép và hệ thống cần phải được giám sát chặt chẽ. Vấn đề là cho tới nay, theo lời ông Trần Hồng Hà vẫn chưa khẳng định được nước xả thải của FHS là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa cá chết. Với tư cách Bộ trưởng Môi trường Việt Nam, Ông chỉ nhận khuyết điểm là việc xử lý vụ cá chết còn lúng túng, chưa khoa học, chậm chạp. Theo nhận định của hãng tin Reuters, những tuyên bố của ông Trần Hồng Hà cho thấy chính quyền Hà Nội vẫn còn mơ hồ về việc cá chết hàng loạt, mặc dù theo như thông báo chính thức đưa ra ngày 27 tháng 4, qua các kết quả xét nghiệm, chưa có bằng chứng về mối liên hệ giữa Formosa với thảm họa này. Trong khi đó, văn phòng chính phủ vừa thông báo cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp hôm 1 tháng 5 đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương nghiên cứu, xác định nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phù hợp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ông Phúc thừa nhận là việc làm chưa có rõ được nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt đang gây bút xúc xã hội. Vấn đề là giữa các bộ trong chính phủ cũng không đồng nhất ý kiến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bác bỏ kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra hôm 27 tháng 4 rằng thủy triều đỏ, tảo nở hoa là nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Hội nghề cá Việt Nam cũng đã gửi lên chính phủ văn bản lỗi trường nguyên nhân thủy triều đỏ. Như vậy theo họ, nguyên nhân chỉ có thể là cá chết ngộ độc do con người gây ra. Trong khi dư luận Việt Nam nói chung ngày càng sốt ruột chờ kết quả điều tra thì ngư dân tại một số địa phương như Quảng Bình hôm nay đã bày tỏ thái độ bất mãn vì họ cho là chính quyền bỏ mặt ngư dân, khiến cá đánh bắt về không bán được cho ai. Họ đã chặn quốc lộ 1 đổ cá ra đường để phản đối công ty Formosa. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập đã kêu gọi mọi người dân xuống đường vì môi trường ngày Chủ nhật 1 tháng 5 vì vụ cá chết hàng loạt này cho thấy môi trường ở Việt Nam đang bị hủy hoại nặng nề cái giá phải trả cho việc thiếu kiểm soát những tác hại của hoạt động công nghiệp lên thiên nhiên. Hàng ngàn người dân Việt Nam ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như tại một số thành phố miền Trung đã xuống đường vào buổi sáng Chủ nhật 1 tháng 5 2016 để phản đối tập đoàn Formosa của Đài Loan thải chất độc tàn phá ngành thủy sản ở miền Trung Việt Nam. Cuộc biểu tình được các mạng xã hội kêu gọi từ nhiều ngày trước. Theo AFP và Reuters, tại Hà Nội vào sáng ngày 1 tháng 5, Hàng trăm người dân đã tập hợp và tuần hành dọc theo Hồ Hoàng Kiếm. Họ hô khẩu hiệu trả biển cho dân và cầm các biểu ngữ trục sức Formosa. Biển chết, chúng tôi chết. Hãy bảo vệ biển. Tại Sài Gòn cũng có hàng trăm người biểu tình với biểu ngữ trả lại Việt Nam biển trong xanh. Dân Việt Nam sẽ chết nếu không đòi quyền sống. Chính phủ Việt Nam cũng bị lên án là vô tâm trước thảm họa môi trường nhiễm độc, làm cá và sò so biển chết hàng loạt những người biểu tình được các hãng thông tấn tây phương phỏng vấn đều lên án thái độ sắt sược của formosa kêu gọi đóng cửa nhà máy thép của tập đoàn xem thường chủ quyền và sinh mạng của người dân việt trong tuần một phát công viên của formosa bị hãng sa thải sau khi thuyền bố người việt phải chọn một trong hai thứ hoặc cá hoặc thép chứ không thể cả hai